Theo dự kiến, ngày 28 tháng 6 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ ra mắt ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội trạm để kết nối. Ứng dụng này đã được chạy thử trên các nền tảng di động như App Store và CH Play. Người dân thủ đô vô cùng mong chờ bởi ứng dụng này sẽ đem lại nhiều tiện ích thông minh, phục vụ người dân kết nối nhanh chóng với chính quyền thủ đô. Huyền Anh quê ở Gia Lai, đã tới Hà Nội học tập được một năm nay. Hiểu biết về giao thông ở thủ đô còn hạn chế. Mục giao thông trong ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội đã giúp Huyền Anh giải quyết vấn đề này. Thông qua cái ứng dụng này thì mình có thể xem được là đoạn đường nào có đang tắc đường hay không và tình trạng giao thông ở đó như thế nào. Như vậy thì trước khi ra đường hoặc là đến địa điểm nào đó thì mình có thể xem qua và căn được cái thời gian mình di chuyển ạ. Còn với Khánh Linh thì mục môi trường trên AI Hà Nội rất hữu ích. Như các bạn biết thì thời gian qua chỉ số bụi mịn của Hà Nội rất là cao. Thì bây giờ khi mà có cái app này rồi thì mình sẽ không cần phải tra bất kỳ đâu nữa, mà mình chỉ cần nhấn vào và mình xem được là chỉ số bụi mịn và ô nhiễm môi trường nó như thế nào để mà mình có một cái chuẩn bị khi mà mình ra đường. Các chức năng trên ứng dụng AI Hà Nội được chia thành 4 nhóm lớn gồm Hà Nội Connect, Hà Nội Live, Hà Nội News, nhóm chức năng sáng kiến góp ý. Hà Nội Connect, các tính năng giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác với cơ quan chính quyền dễ dàng, thuận tiện hơn, gồm các tính năng phản ánh hiện trường, phản ánh thủ tục hành chính, đăng ký tiếp công dân. Hà Nội Live được thể hiện bằng nhóm chức năng tiện ích đô thị thông minh. Nhóm chức năng này được chia theo các chủ đề lớn, đa lĩnh vực liên quan đời sống của người dân, gồm có giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, du lịch. Hà Nội News được thể hiện bằng nhóm chức năng truyền thông, tin tức trên ứng dụng, truyền thông, cảnh báo, cung cấp các thông tin hữu ích từ đa lĩnh vực tới người dân thủ đô. Nhóm chức năng sáng kiến, góp ý xây dựng thủ đô, người dân có thể gửi các ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho việc phát triển của thủ đô. Thông qua cái việc thử sử dụng thì tôi thấy rằng là đây là một trong những cái ứng dụng nếu mà hiệu quả sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho người dùng và sẽ thực sự thu hẹp được cái khoảng cách trong cái mối quan hệ, trong cái việc tiếp xúc giữa chính quyền và người dân. Bởi vì trong cái app này có rất nhiều những cái tính năng rất là hay. Ví dụ như là nó có thể ngay lập tức phản ánh những cái vấn đề đang diễn ra tại các cái xã, phường, quận, huyện trong thành phố. Thì cái điều này nó thể hiện một cái tư duy rất là mở và rất là chủ động của thành phố trong việc tiếp nhận ý kiến của người dân. AI Hà Nội sẽ là kênh tương tác số thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. AI Hà Nội thể hiện sự nỗ lực của thủ đô trong đẩy mạnh xây dựng nền tảng xã hội, mở các kênh tương tác trực tiếp giữa các cấp chính quyền thành phố với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.